Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và kế bên mình xin giới thiệu với anh em đó chính là Sammy nước mấy bạn ơi. Trời ơi, thì hôm nay nè, bạn đang thấy là ở trên bàn nè, bạn thấy vô đây quá trời những loại nước ngọt và đồ ăn luôn bạn ơi. À không, trong đây chỉ có nước thôi chứ không có đồ ăn các bạn ơi. Đó, thì ở đây bạn đang thấy nè là mình đang có một cái gọi là dụng cụ để làm kem mấy bạn ơi. Đó, khay, dụng cụ làm kem đúng rồi, cái này là cái khay để làm kem. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm thử thách 24 giờ làm kem kinh dị các bạn ơi. Đó, làm kem kinh dị nha. Mặc dù mình biết là cái video này không được 24 giờ đâu, nhưng mà thôi mình cứ đặt là 24 giờ đi nghe cho nó hay. Ok các bạn. Đó, thì các bạn đang thấy nè, ở trên bàn nè là mình đang có đầu tiên chính là Mirinda các bạn ơi. Đó, nước cam. Đó, tiếp theo nữa là một cái loại thức uống mà mình rất là thích luôn, đó chính là Pepsi. Thèm quá. Rồi, tiếp theo nữa chính là 7 Up các bạn ơi. Đó, 7 Up. Và cuối cùng chính là Fanta, một cái loại nước uống trái Việt trái Việt Quốc rất là ngon đó. Ok. Cái tên của này nó khó đọc quá bạn ơi. Đó. Rồi, thì ở đây còn có thêm hai nguyên liệu rất là kinh dị nữa. Bạn biết là gì không? Nước ngọt bị ướt. Không phải. Phải làm gì? Đây bạn coi nè, đây xin giới thiệu các bạn chính là tương ớt các bạn ơi. Ôi trời, tương ớt đó nha. Bọn mình sẽ làm kem bằng tương ớt đó. Ui, nghĩ thôi thấy ghê đó nha. Rồi, tiếp theo nữa chính là nước tương. Tôi không biết tôi có dám ăn cái kem này không nữa, thấy nó hơi ghê ghê. Nhưng mà không sao, cái này là mình phải thực hiện thử thách của mấy bạn fan thôi. Tại mấy bạn kêu mình phải làm thì tất nhiên mình sẽ làm nha. Ok, rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chế tạo kem nha bạn. Bỏ hết tất cả những cái loại nước này vào trong cái khay này và chúng ta sẽ bỏ trong tủ lạnh để làm kem nha. Không biết có ngon hay không đây. Ok, làm thế nào? Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm kem nha. Thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu khui những cái khay này ra nè. Đó, khui ra. Wow, nhìn hấp dẫn quá bạn ơi. Khui ra nè. Ok, rồi. Đầu tiên sẽ là nước cam nha các bạn. Nước cam đi. Đây. Ok, mình sẽ mở ra. U, nghe tiếng nhả ghê luôn á. Chắc miếng cái gì đây. Ngon dở. Ngon quá bạn ơi. Ngon sự luôn á. Ok. Rồi, không ngon hả? Ngon quá này, cái này nó không. Tôi thấy ngon mà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổ nước cam vào trong đây nha các bạn. Đổ vào nè. Ui tôi sợ nó, tôi sợ nó bị đổ xuống dưới đất đúng không? Okay, sao sao đó. Được đó, thấy không, bình thường mà. Đổ cho đầy luôn, đổ đầy luôn tí nữa nó mới dính vô được. Ok rồi, đây rồi coi chừng đổ, ui đúng rồi, đổ xuống mới đổ thôi đó. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy cái que kem chúng ta gắn vào đây nha, gắn kín vào. Rồi ok, tiếp theo nữa sẽ là Pepsi nha các bạn. Pepsi, rồi chúng ta sẽ mở nó ra. Ok, miếng trước khi. À ngon quá. Quá ngon luôn bạn ơi. Ok. Rồi nó sẽ đổ vào đây nha. Ui nó sủi bọt các bạn ơi, nó sủi quá trời bọt luôn à. Này mình phải đổ từ từ, không thôi là nó bị tràn ra ngoài á. Tràn ra ngoài là sẽ gọi là đổ đầy trong sàn nhà luôn á. Ok, gắn vô. Ui đổ. Ok, rồi. Tiếp theo nữa sẽ là gì vậy ta? Việt Quốc mấy bạn ơi. Đó, cái này là một cái loại nước có màu xanh dương các bạn ạ. À, nhìn rất là đẹp luôn á. Mình chưa uống cái này bao giờ hết. Bây giờ mình sẽ thử nha để xem cái mùi vị của nó xem như thế nào. Nhớ tôi cũng uống rồi. Ngon không? Nhạt quá ta, cái này nó hơi nhạt các bạn ơi. Ngon mà. Nó không có được ngọt. Tôi thích cái này. Sao thích này hả? Ừ. Ok, đỏ nha. Ui, nó màu xanh luôn. Đẹp thật sự luôn á. Đẹp quá à. Wow, cái nước này màu của nó đúng đẹp luôn các bạn ơi. Đẹp. Xịn vậy. Ok, đổ ra nè. Rồi, gắn vô. Wow, đẹp thật sự mọi người ơi. Ok, rồi, gắn chắc vô. Ok, rồi. Cuối cùng sẽ là 7 Up. Ok. 7 Up. Nghe tên hay á. À. Đổ ra nè. Cái này nó tràn ra nè bạn ơi. Ôi không sao sao, trời đi, không sao. Tí nữa mình lau. Rồi, lắp vào.
Rồi, ok, xong. Đủ ba màu nhìn đẹp thật sự. Bây giờ còn hai cái cuối cùng sẽ là hai món cực kỳ kinh dị nha bạn, cực kỳ kinh dị luôn nha. Bây giờ đầu tiên mình sẽ lấy chính là tương ớt các bạn ơi. Tôi thấy thôi tôi sợ rồi đó. Sao ông mua stin màu đỏ cho đẹp? Ông mua stin à? Đã nói là làm kem kinh dị mà. À, hai món cuối là kinh dị. Hai món cuối sẽ là món kinh dị hiểu không? Ok. Mình sẽ mở nó ra. Đó, tương ớt các bạn. Nó sẽ bỏ vào đây. Ui. Ui, cái mùi của nó ghê quá. Cái mùi nó đúng ghê luôn á, đúng cay luôn á. Nè bạn coi nè, đổ vào đây. Đổ nhiều vô. Trời ơi, trời ơi. làm kem. Tiếp theo nữa, nó sẽ bỏ vô một ít nước nha các bạn. Oh my god. Đổ vô ít nước nè. Trời ơi. Ui, cái mùi của nó ghê vãi. Cái mùi nó cay các bạn ơi, cay lắm luôn á. Ok, bỏ đây nè. Xoáy, xoáy, xoáy cho nó đều lên. Xoay cho nó đều lên bạn ơi, thì nó ăn nó mới ngon hiểu không? Thì đều lên, đều lên. Thấy chưa, nó tràn rồi thì chưa. Ok rồi, tắm lại. Cái mùi nó đúng kinh luôn bạn. Ôi, cái mùi chắc kẹo dâu, kem dâu nhờ chết luôn á. Cái mùi nó đúng ghê luôn á. Ghê quá. Không phải là ghê mà là sao ta? Nó cay á bạn, nó cay, cay gì đâu luôn á. Ok, tiếp theo nữa. Cũng là một món, cũng kinh dị không kém. Chính là tương, nước tương. Đó, nước tương. Rồi bỏ vào đây. Cái này thì nó lỏng sẵn rồi. Ê, nhìn giống cái này nhìn giống coca nha. Không, kem sô cô la. Bỏ vào, bỏ vào. Rồi. Cái này thì nó không kinh bằng cái ớt kia. Cái này thì mình nghĩ rằng là nó ăn vô nó sẽ rất là mặn các bạn ơi. Nó sẽ rất là mặn nha. Ok. Mặn mà. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy giấy chúng ta lau thêm một tí nữa xung quanh đây cho nó sạch các bạn ơi. Nó bị chèn ra ngoài nè. Trường nữa, gọi là dọn dẹp hiện trường trước khi công bố kết quả. Ok. Đây. Các bạn ơi, bạn coi nè. Ồ, rất là nhiều màu luôn. Wow 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 wow. Thêm màu đỏ là ngon rồi. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đem những cái này bỏ vào trong tủ lạnh và chờ khoảng gọi là một tiếng sau để xem coi nó sẽ như thế nào nha bạn. Ok, let's go. Đi thế nào. 2000 years later. Hey, cuối cùng thì sau 3 tiếng đồng hồ các bạn ơi, 3 tiếng đồng hồ thì nó mới đông lại được. Hồi nãy mình tưởng là chỉ cần 1 tiếng thôi, ai dè đâu cần đến tận 3 tiếng đồng hồ rồi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ nó cũng đã đông là thành công rồi nè. Đó, nó đã biến thành kem rồi. Bị đẩy lên đúng không? Nó đã biến thành kem rồi nè các bạn ơi. Đó, xịn chưa, xịn chưa? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là ăn thử gọi là mấy cái kem này nha. Thì bọn mình sẽ ăn những cái kem gọi là ngon trước nha các bạn. Nhìn đẹp. Đẹp không? Wow. Ê, tôi xem trước cho. Nè mọi người xem nè. Đó. Thấy không? Đẹp chưa? Thành kem rồi nè các bạn. Quá đã luôn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cho Sam ăn trước nha. Nè cầm đi. Rồi, ăn trước đi, cắn. Sao? Ngon không? Ngon hả? Wow. Ôi. Camera thèm hả? Camera. Ok rồi, camera thèm các bạn ơi. Simmy là đang quay cho mình nha các bạn, cho nên là Simmy cũng thèm luôn các bạn ơi. Ok rồi. Ôi cắn cái gái này rồi, ngon các bạn ơi. Ok, tới lượt mình nha. Thích cái này lắm luôn, ngon, nó chua hay kiểu kem ấy. Ui. Kẹo. Đã các bạn ơi. Lạnh đã không? Ôi, ăn miếng đã. À, tôi ăn đi, đợi cái này cho tôi nha. Ok. Tiếp theo nè. Chúng ta phải ăn đến cam nha các bạn. Ok. Nhìn đã thật sự luôn á. Ý hệt kem thiệt các bạn ơi. Ok, mình sẽ ăn thử nha. Cái này mới là ngon nè. Ăn thử đi. Nào. Ôi, cắn. Từ từ. Cắn. Ngon, cái này ngon mà. Nó sẽ sủi, không biết lắm. Ok. Nó sao phải là Pepsi nha các bạn. Bạn xem nè, cái màu của Pepsi nè, rất là đẹp luôn. Ok. Mình sẽ ăn thử nha, lạnh quá. Ok. Ôi cái này nó có nhiều ga á bạn ơi. Mình cắn vô á, nó bị cay cay á. Không hiểu không? Nhưng mà ngon, ngọt, ngon lắm bạn. Giờ này mà có ông nào đang xem mình ăn mà thèm kem á, chắc là thèm lắm đúng không? Ờ mấy bạn. Cái bạn Simmy đang quay cho mình bạn ơi, cho nên là Simmy cũng đang rất là thèm mấy bạn ạ. Ngon quá Simmy. Nè ăn đi. À đồ đồ. Thử miếng nha. Không à, ok. Cái này để
tí nữa bọn mình quay xong á mà mình gom mình chạy xuống dưới luôn, không cho sim ăn ha. Ok, ủa gì kỳ vậy, ủa gì vậy? giỡn thôi. Rồi tiếp theo nữa sẽ là bảy úp mấy bạn ơi, màu trắng nha, trắng như kem dừa luôn á, nhìn y hệt như kem dừa luôn bạn. Bảy úp thì tôi thích lắm, bình thường. Ngon lắm luôn á, thử đi. Sao cái gì không ngon vậy nhỉ? Thiệt. Mẹ biết sao? Mẹ biết sao? Bởi vì á, mình khi mình uống nước ngọt các bạn thì nó chỉ hơi lạnh lạnh thôi. Còn khi mình ăn bằng kem á thì ăn nó rất là lạnh luôn và ăn rất là đã. Cái này mà ăn mùa hè ăn rất là sướng luôn mà. Tại sao bao cái gì cũng ngon vậy? Cái này ngon. Cứ nghĩ quán tạp tôi qua thử miếng coi. Mình nói thiệt các bạn nha. Dù ở trong đây có món nào dở chăng nữa thì camera Simmy cũng không được ăn, hiểu không? Simmy cũng sẽ không được ăn. Cái này giòn ngon. Cái này tuy nó không bình thường mà nó giòn. Cái này con quá tôi ngăn lắm. Không ăn đi, không, cái này Simmy ăn được nè. Ok. Bây giờ sẽ đến phần kem kinh dị các bạn ơi. Cho Simmy ăn đi. Thôi, bọn mình thử trước nè. Từ đây, đến phần kem kinh dị nha bạn. Đầu tiên, bọn mình sẽ thử đó là kem tương ớt. Ui, nó bị dính chặt luôn các bạn ơi, không kéo được. Ê, dịch ra cái quay là vui nè. Ui. Ui, cái mùi tương ớt nó bốc lên bạn ơi, ghê quá à. Ui, còn lại không làm gì. Thôi đâu, đây lại. Ui, cái mùi tương ớt ghê quá bạn ơi. Thôi anh chờ mình ăn trước mùi nước tương nha. Mùi tương ớt nó hơi ghê. Không có đông được. Có cái em phải đi muỗng thôi. Ok rồi. À, bây giờ mình phải cần cái muỗng các bạn ơi. Simmy có cái muỗng không? Lấy đi. Lấy đi. Ăn đi không? Rồi ok bạn ơi, mình đã có được muỗng rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn cái kem kinh dị này nha các bạn. Ui sao đói bụng à? Bên đây là tương ớt nè, còn bên đây là nước tương. À. Đói bụng cái gì, cái này cũng là chỉ là nước thôi mà. Ok, bây không giờ rồi. Chúng ta sẽ thử kem tương ớt trước nha bạn. Ok. Bao ơi, tôi bị yếu rút luôn nha. Không, đã quay thử thách là phải ăn. Quay là phải ăn. Tôi thề luôn, chứ bây giờ tôi ăn cái kem tôi biết đau khổ. Ok, người ta nói á, con trai là phải ga lăng, bạn hiểu không? Mình sẽ nhường cho Sam ăn trước. Rồi ăn ngon, phải nhường Sam ăn trước. Mình sợ quá bạn, cái mùi nó ghê lắm luôn á. Từ từ, cái bị trong ngoài trước. Đây, cái bị đó. Ông ăn là ngoài tôi. Hả? Ok, Sammy đã chuẩn bị cho mình một cái bọc để chuẩn bị mình ăn, có gì mình ói thì mình nói vô đây. Đó, để chuẩn bị. Ok, ăn nha. Ăn giùm. Rồi tôi nghe. Đây, mắng nó nhỏ luôn. Ăn gì vậy? Thôi ghê quá. Ủa tôi ngang đâu, ngang đi tôi. Ừ. Tôi chấp. Trời ơi. Cái vị nó đúng rồi luôn các bạn. Tôi chấp nhận nhận dislike để không ăn mọi người ạ. Bỏ này vào đây. Ôi trời. Ám mặn luôn không thấy không? Muốn xỉu luôn á bạn. Mấy bạn biết sao không? Bởi vì mấy bạn biết là khi mình ăn nó lạnh lạnh á mà nó còn gọi là cay cay, nó mặn mặn. Ôi nó ghê. Ok. Bây giờ được Sammy. Mấy bạn nhỏ không được thử ở nhà nha. Mình đúng rồi. Không được luôn. Mấy bạn nhỏ không được thử theo xong nhà nha. Xong sớm vậy. Con miếng à. Không. Đây là một miếng rồi. Ok rồi. Cái một muỗng luôn. Con ngát vậy. Một miếng mấy tí tẹo à. Một miếng mấy tí tẹo. Ok, từ 7 tí tẹo đây tôi múc cho. Để ăn đi. Mày thôi giờ đếm 1, 2, 3 nè. Bỏ miệng ăn tôi liền nè. Ok rồi. 1, 2, 3. Ăn. Ở kỳ á, vừa mới bỏ vô miệng rồi nhả ra liền. Chui, này xào xào nữa, này xào xào nữa. Phải ăn miếng rồi. Phải nhai. Phải nhai, thử luôn, phải nhai. Nhai đi, nhai. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gọi là kem nước tương. Đây. Hả? Gì? Cho cameraman ăn từ từ. Một tí nữa bọn mình quay xong á, bọn mình sẽ lấy cái này mình nhét vô miệng camera. Chính là Simmy đứng ngoài cười. Camera đang cười mình ơi. Một tí nữa bọn mình lấy mình nhét vô miệng cho nó biết. Ok. Camera chính là Simmy các bạn. Tí nữa mình lấy này mình nhét miệng Simmy. Ok. Rồi. Tiếp theo đến phần kem nước tương. Bóng nước tương hơi bình thường. Kem nước tương á thì nó sẽ mềm hơn bạn ơi. Nè, sắn xuống cái là lấy ra liền nè. Ít thôi, ăn đâu bụng chết á. Thôi không, nhưng mà mình đâu ngu, mình ăn nhiều vậy mình ăn ít thôi. Đúng rồi. Ít thôi nè. Đây.
cái màu đen rất là quyến rũ. Quyến rũ chứ. Mình sẽ thử nha. Mấy bạn biết không, cái tương ớt này nè, mình mới ăn vô á, một để một tí xíu nó mới bắt đầu nó ghê, mày hiểu không? Còn cái nước tương này mấy bạn bỏ vô miệng là nó ghê liền luôn á. Ghê à? Để thử coi. Ông làm gì ghê vậy, nghĩ nước tương. Từ từ, đút cho. Ông đút vãi thôi. Ôi, nhức đầu luôn các bạn. Má nó ơi. À, tôi không thể tôn quay năng không ơi. Okay, ông thương tôi đúng không? Ông thương tôi đúng không? Không, tôi không thương. Không thương vậy đó. Đã làm thử thách là phải ăn. Đút cho tôi camera nó hồi cười không? Từ từ, đút cho Sam ăn trước, tí nữa mình mới đút cho Sim ăn sau. Ít thôi, nhiều quá. Ít mà. Tí tao về chạy tao tháo đập ông chứ. Không miếng thì nhiều. Ok, các bạn nha. 1 gì? 1, 2, 3. Mình thấy mình còn nổi da gà á bạn. Bình thường á mà. Bình thường. Ít quá mà. Bình thường. Nước tương ấy nó chả khác gì, chả gì ông lố à. Tôi thấy nó ghê thì có, tôi nhức đầu luôn nè. Ok bạn ơi. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và mình nghĩ mình nói thật các bạn là mấy bạn không nên thử cái món này tại nhà nha. Tuyệt đối không nên thử tại nhà. Nó kinh khủng lắm các bạn ơi. Ông không ăn nhiều có bị nhức đầu, mình ăn bắt đầu hơi nhức đầu ấy. Bởi vậy cho nên các bạn đừng nên thử này ở nhà nha. Mình chỉ đang làm video để gọi là thí nghiệm cho các bạn xem thôi. Ok. Còn bây giờ thì bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hello Team để đăng ký họ cho mọi người trong Hello Team đó nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại em ở những video lần sau. Bye bye, bye, bye. Còn bây giờ thì chúng ta làm gì nào Sam? Lấy cái này nhét vô miệng cho mày.